Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan việc gần 1.400 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam, trường quốc tế AISVN phải nghỉ học. Mới đây, các em học sinh đã được trở lại trường theo thông báo của bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường. Khác với việc hầu hết học sinh được đón bằng xe buýt riêng của trường như trước đây, ngay trở lại này, nhiều học sinh được ba mẹ trở đi vì xe buýt không đến đón. Chị NTG, phụ huynh học sinh lớp 6 trường quốc tế AISVN cho hay, trước đây xe đón tận nơi hết, nhưng chỗ nhà tôi xe lại không tới, nên tôi phải chở con đi. Mà không phải chỉ riêng chỗ tôi, nhiều điểm hôm cũng không có xe buýt đón, chỉ vài điểm có thôi. Bất ngờ hơn, dù được trở lại trường, nhưng trường lại không hề có giáo viên đứng lớp không có giáo viên, gần 1.400 học sinh như gà lạc mẹ, loay hoay, về không được, ở lại trường cũng không xong. Trái ngược với sự mong đợi con em của mình sẽ ổn định việc học. Hơn 900 phụ huynh lại một lần nữa bức xúc khi trẻ tới trường nhưng không có giáo viên đứng lớp. MT học sinh lớp 9 nói, giờ con đi về, tại trong lớp không có thầy cô nào, các bạn khác cũng chỉ ngồi chơi nói chuyện với nhau chứ không có ai dạy ngoài những học sinh có người nhà đến đón về, nhiều em còn lại ở trường ngồi từ phòng học ra căng tin rồi đến thư viện chờ đến cuối giờ chiều xe buýt của trường trở về trước sự việc này nhiều phụ huynh có mặt tại trường bày tỏ bức xúc về cách hoạt động của nhà trường chị T H phụ huynh học sinh lớp 12 nói chỉ có một thầy và một cô của khối 4. hai thầy cô này tạm nói là đỡ khó khăn hơn nên họ còn cố duy trì nhưng hai người thì sao mà dạy được mấy trăm em học sinh được bình thường thì có cả trợ giảng bảo mẫu một giáo viên trực tại văn phòng nhà trường cho biết, trường không có giáo viên đến dạy, chỉ mở trường để học sinh tới. Căng tin vẫn mở cửa, tuy nhiên chỉ có đồ ăn đơn giản. Việc có giáo viên đứng lớp hay không, người này không trả lời được. Trường quốc tế IESVN hiện có gần 1.400 học sinh. Trước tình hình của trường hiện tại, các phụ huynh lo lắng con em của họ sẽ bị ảnh hưởng không những đến kết quả học tập mà còn ảnh hưởng tâm lý. Trong khi đó, kỳ thi IP, kỳ thi lấy bằng tú tài quốc tế đang đến gần. Nếu tình trạng kéo dài, hệ quả học sinh và phụ huynh phải gánh chịu rất lớn. Không chỉ giáo viên, nhân viên đòi nợ lương, trước đó tháng 9 năm 2023, trường quốc tế AISVN còn bị phụ huynh đòi nợ. Những phụ huynh này hợp đồng cho trường vay tiền theo dạng gói đầu tư, đóng tiền một lần từ thời điểm nhập học. Nhà trường sẽ hoàn trả lại số tiền phụ huynh đã đóng sau khi học sinh học hết lớp 12 và hoàn tất thủ tục chấm dứt chương trình đào tạo chính khóa hoặc hoàn tất các thủ tục ngưng học tại trường thế nhưng nhà trường đã không thực hiện đúng hợp đồng không hoàn tiền lại cho phụ huynh mặc dù con họ đã hoàn thành thời gian học tại trường